Thông tin về bầu cử Mỹ 2024, an ninh đang được tăng cường trước thềm đại hội toàn quốc của Đảng Dân Chủ, khai mạc vào hôm nay 19 tháng 8 theo giờ địa phương. Tại thành phố Chicago, bang Illinois, nơi diễn ra sự kiện, lực lượng cảnh sát được huy động để bảo vệ an ninh giữa lúc hàng ngàn người biểu tình kêu gọi ngừng bắn ở Gaza và phản đối các vấn đề trong chính sách Mỹ. Dự kiến sẽ có khoảng 40.000 người, thậm chí lên tới 100.000 người xuống đường trong ngày hôm nay, gây cản trở giao thông trong khu vực. Đại hội toàn quốc của Đảng Dân Chủ được tổ chức từ ngày 19 đến 22 tháng 8, trong đó sẽ trao đề cử chính thức cho Phó Tổng thống Kamala Harris để đại diện Đảng Dân Chủ chạy đua vào Nhà Trắng trong cuộc bầu cử tháng 11 tới. Cuối tuần qua, hai ứng viên Tổng thống Mỹ là bà Kamala Harris và ông Donald Trump đã thực hiện các buổi vận động tranh cử tại bang Pennsylvania. Đây là một trong những bang chiến trường có khả năng định đoạt kết quả cuộc bầu cử sắp tới. Theo kết quả của cuộc thăm dò dư luận do kênh truyền hình ABC News, nhật báo Washington Post và hãng khảo sát Ipsos thực hiện, bà Harris đang dẫn trước ông Trump nhưng cách biệt không quá lớn.